Ờ, tạ dáng một thẳng lên. Một thẳng lưng lên. Mười tháng. Cười tươi lên. Đang quay phim đấy. Bạn cười tươi lên như nó quay phim. Cười, cười. Cười, cười. Cười mới quay phim được. Đang quay phim. Quay con trai, quay con vấn. Đang xem nước còn mà cũng đang nghe. Qua chị cũng thấy ở đây, chị tưởng là hết rồi. Bảo là ở dưới chân giường ấy. Ăn hết rồi mua. Ngừng cao đầu lên. Chân vào con đi lại vào đâu mà chả cảm thấy. Không được nhăn. Cười không được nhăn. Bà cười lên tươi. Bà cười tươi lên không được nhăn. Đây đang quay phim. Để quay phim. Chụp tôi, Chiến nó chụp cho bà xem. Bà chụp cái ban thờ trên đấy cho bà xem rồi. Ảnh thơ thì lấy cái ảnh ngày xưa mà Thượng Thọ đẹp rồi. Còn... cái ảnh thì có đẹp đâu. Còn lúc nào mình chụp cho bà cái kiểu khác. Chụp xong rồi cho bà gửi lại. Chụp ăn mặc cái này luôn à hay là cái gì? Không, nếu mà chụp thì mặc kiểu khác, hoặc là mặc áo khác mà. Chụp chân dung cho bà.